chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình đã đến công ty rồi. Mình sẽ quay và kể sơ sơ cho các bạn hình dung là công ty luật chỗ mình làm như thế nào, đội ngũ luật sư ra làm sao và cái môi trường làm việc nè, quá trình tiếp nhận vụ việc, công việc của mình sẽ như thế nào. Mình sẽ vô một chút rồi mình sẽ kể cho các bạn hình dung sơ sơ về công việc của mình ha. Hôm nay các bạn thấy video có một cái bánh rau mới, bởi vì là mình đang ngồi trong công ty nên mình làm việc đó. Mình sẽ chia sẻ về tổ chức của công ty mình sơ sơ như thế nào để các bạn hình dung và một số công việc mình làm ở trong công ty đó. Thật ra các bạn, các tổ chức hành nghề luật sư từ văn phòng luật sư cho tới công ty luật đó có nhiều nơi và họ tổ chức dưới những cái mô hình, quy mô tổ chức nó rất là khác nhau. Cái việc mình giới thiệu cho các bạn biết cái quy mô chỗ mình làm thì không có nghĩa là đại diện cho tất cả các tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam. Mình chỉ giới thiệu cho các bạn biết để tham khảo về cái nơi mình làm thôi. Thì hôm trước có nhiều bạn thắc mắc là không biết luật sư Đàm đi làm sao, thì hôm nay mình ngồi mình chia sẻ với các bạn. Công ty mình thuê trụ sở, các bạn thuê nhà của một cái người ở quận Bình Tân. Căn nhà này thì nó có một lầu, hai lầu ở trên nữa. Ở dưới đây là có một cái dãy văn phòng, ở trên lầu nó có một dãy văn phòng và trên nó có một phòng họp. Thì nói chung là cái nhà này cũng lớn đó, so với quy mô của công ty của mình còn có những khoảng trống chưa sử dụng hết luôn. Hôm nay là ngày trực của mình ở công ty. Hồi sáng có một chị luật sư phó giám đốc nữa, nhưng mà chiều chỉ có công việc ở trên tòa chị đi rồi. Còn mình chiều nay thì mình không có đi đâu cả, mình ở lại công ty đọc hồ sơ. Bình thường á, chưa có dịch thì các vị luật sư lên công ty nhiều, nhưng mà thời điểm có dịch thì ai có công việc, ai có hẹn khách hàng đó thì mới lên, chứ không phải ai cũng lên công ty mà để cái đảm bảo cái điều kiện giãn cách. Thật ra cái bàn của mình không phải là bàn này nữa, mà cái bàn mình ngồi bên đây nè, nhưng mà bởi vì để giữ khoảng cách giữa người này với người kia đó, cho nên là mình qua cái bàn bên đây mình ngồi. Công ty luật nơi mình làm thì chỉ có 16 luật sư thành viên thôi các bạn. Trong 16 thành viên đó thì có ban giám đốc. Ban giám đốc gồm một anh giám đốc và hai anh chị phó giám đốc và một cái bạn chị thư ký. So với những công ty luật khác thì công ty luật của mình làm thì cái quy mô nó vừa thôi. Với quy mô như nãy giờ mình kể với các bạn thì công ty mình không có chia nhiều phòng ban giống như những công ty mà, ví dụ như là công ty mà có hàng trăm luật sư thì người ta sẽ chia thành những cái phòng như là phòng nhân sự phụ trách tuyển dụng về nhân sự, tiền lương của công ty đó, hoặc là phòng kế toán phụ trách về công tác kế toán ở công ty, hoặc là nói chung là có những cái phòng thì ví dụ là phòng kinh doanh. Nói chung là quy mô của những công ty, của những cái tổ chức hành nghề luật sư khác nhau thì nó cũng không có giống nhau. Còn về phạm vi hành nghề của công ty luật nơi mình làm thì như trong video lần trước mình đã chia sẻ, sẽ có một số công ty người ta chuyên về mảng tư vấn pháp luật, hoặc là chuyên về tranh tụng tại tòa án và trọng tài, và cũng có những công ty họ sẽ kết hợp vừa tư vấn pháp luật vừa tố tụng ở tòa án. Công ty luật chỗ mình làm thì tuổi đời nó cũng chưa có lâu năm các bạn, do đó là công ty mình cũng không có quá phân biệt chuyên sâu là việc là mình chỉ chuyên làm tư vấn mà mình không làm tố tụng, hoặc là mình chỉ làm tố tụng mà mình không làm tư vấn. Nói chung là công ty của mình kết hợp vừa làm tố tụng vừa làm tư vấn. Những cái anh chị nào có thế mạnh nào thì sẽ được lãnh đạo công ty đó phân cho những cái hồ sơ phù hợp với chuyên môn của họ. Nói chung thì sẽ phụ thuộc vào đội ngũ luật sư của công ty mà nơi có tổ chức hành nghề luật sư mà các bạn làm đó. Có thể là nhiều luật sư họ có thế mạnh này thế mạnh kia, hoặc là phụ thuộc vào định hướng phát triển của công ty, mà công ty đó nó có thể là họ chỉ chuyên tập trung về tư vấn hoặc là chuyên về tố tụng, hoặc là vừa kết hợp tư vấn vừa kết hợp về tố tụng. Do đó là cái việc mình chia sẻ với các bạn về tính chất công việc ở công ty luật của mình không có nghĩa là nó đại diện cho tất cả những cái tổ chức hành nghề luật sư khác. Bởi vì trong cái quá trình làm việc các bạn, uy tín của luật sư nó sẽ được xây dựng theo 5 tháng đó. Có khi là bạn muốn làm tư vấn nhưng mà khách hàng tìm đến bạn đầu tiên là khách hàng về tố tụng, rồi sau đó bạn làm một cái vụ thành công và uy tín của bạn tốt hơn, sau này tự nhiên cái có thể cái văn phòng công ty luật bạn làm đó, khách hàng tố tụng cứ tìm đến văn phòng, tìm đến công ty thôi. Cho nên là nó phụ thuộc vào cái uy tín của người luật sư trong công ty đó nữa. Và nó cũng có sự khác biệt rất là lớn giữa các tổ chức hành nghề luật sư trong nước và các tổ chức hành nghề luật sư ở nước ngoài tại Việt Nam đó. Thường nó sẽ có hai hướng chính các bạn. Mình tưởng khách hàng không phải. Rồi sau khi biết về cái phạm vi hành nghề của công ty luật nơi mình làm đó, thì mình sẽ nói tiếp các bạn là một cái quy trình tiếp nhận hồ sơ và xử lý như thế nào. Thường nó sẽ có hai hướng chính các bạn. Thứ nhất là những cái hồ sơ mà người ta tìm đến công ty
tìm đến chung chung thôi, người ta không có tìm đích danh luật sư nào đó. Thì ban giám đốc là người sẽ tiếp nhận những hồ sơ đó, hoặc là luật sư trực. Ví dụ ngày hôm nay mình là luật sư trực nè, mình sẽ báo về cho sếp của mình biết là hôm nay có cái vụ việc khách hàng tìm đến như vậy đó, không có tìm một cái luật sư cụ thể tên nào. Thì ban giám đốc sẽ, rồi mình trả lời một chút xíu là đối với những vụ việc mà khách hàng tìm đến là không có tìm đích danh luật sư đó, thì sẽ báo cho ban giám đốc. Ban giám đốc sẽ phân luật sư, thường luật sư nào trực mà tiếp nhận cái vụ việc đó thì sẽ được phân công là phụ trách chính. Còn ví dụ như luật sư đó mà họ bận nhiều việc thì họ có thể là nhờ luật sư khác trong công ty đó hỗ trợ họ trong cái hồ sơ đó. Thì bản thân mình hiện tại cũng đang phụ rất nhiều hồ sơ của chị luật sư nè và thầy của mình ở trong công ty. Còn dạng số 2 là khách hàng tìm trực tiếp đến công ty luật và tìm đến mình. Ví dụ là mình làm YouTube các bạn, thì lâu lâu sẽ có một số bạn coi trên kênh của mình đó, rồi bạn thấy là có thể tin tưởng được cái bạn luật sư Đàm này và bạn muốn giao cái vụ việc của bạn cho mình xử lý, thì mình sẽ hẹn mình đến công ty gặp trực tiếp và bạn mang theo hồ sơ và mình trao đổi xử lý, và sau đó mình sẽ trình hợp đồng và mình trình cho sếp ký. Nói chung là hợp đồng khách hàng tìm đến trực tiếp mình hay là hợp đồng do ban lãnh đạo công ty phân công thì đều phải ký hợp đồng nhân danh công ty. Công ty mình vẫn có nhận các bạn thực tập hoặc là các bạn tập sự hành nghề luật sư đó, nhưng mà lâu lâu có đợt ví dụ là tập sự hành nghề luật sư thì có đợt trên đoàn luật sư sẽ thông báo các bạn có nhu cầu hoặc là thông qua quen biết với các anh chị luật sư trong công ty nè đến liên hệ để hướng dẫn tập sự. Và nhưng trong video trước mình có nói đó, hướng dẫn tập sự thì không phải ai cũng hướng dẫn được, phải đáp ứng một số năm kinh nghiệm nhất định rồi thì mới hướng dẫn được. Và đối với người luật sư đó thì cũng không phải được hướng dẫn mười mấy người đâu, mỗi luật sư chỉ hướng dẫn tập sự tối đa là 3 người thôi. Còn đối với các bạn thực tập là các bạn sinh viên đang học ở các trường đại học đó, các bạn học ngành luật thì đến xin thực tập thì không có quy định giới hạn một luật sư được hướng dẫn bao nhiêu bạn thực tập. So sánh giữa thực tập khi các bạn học đại học và tập sự nghề luật sư thì cái mức độ khó nó khác nhau, cho nên là cái số lượng bạn thực tập thì nó có thể là không có giới hạn, miễn sao là các bạn có đợt và công ty mình cũng có đợt nhận đó, các bạn nộp hồ sơ thì sẽ được nhận thực tập. Và trong quá trình thực tập thì sẽ được luật sư hướng dẫn đó, phân công hỗ trợ, phân công học hỏi một số hồ sơ mà luật sư đó làm. Nhưng mà mình có một cái điểm chia sẻ với các bạn luôn là đối với thực tập hoặc là tập sự ở công ty mình thì sẽ không có lương. Nói chung là chi phí trong quá trình các bạn đi thực tập, tập sự thì các bạn tự trang trải. Nếu các bạn được hỗ trợ thì cái đó là cái sự hỗ trợ mang tính cá nhân của luật sư hướng dẫn của các bạn trong quá trình các bạn thực tập hoặc tập sự. Hôm trước mình có một cái video mình nói về những cái bạn nào mà mới là sinh viên tốt nghiệp ra trường cử nhân luật thôi đó, thì các bạn có làm việc được ở các công ty luật hay không. Thì trong video đó mình có nói là các bạn chưa có thẻ luật sư thì các bạn vẫn có thể làm việc được ở các tổ chức hành nghề luật sư, công ty luật, văn phòng luật sư nè. Nhưng mà riêng đối với công ty luật của mình làm các bạn thì công ty chỉ nhận, nói chung là nhận một người làm việc cho công ty đó là nhận từ các bạn là đã có thẻ luật sư rồi. Còn đối với những bạn nào là sinh viên hoặc là đang trong quá trình tập sự thì vẫn hỗ trợ các bạn để nhận thực tập hoặc là nhận tập sự. Thì đó nãy giờ là những cái chia sẻ sơ sơ của mình về tổ chức của công ty luật của mình làm như thế nào, quy mô ra làm sao, quy trình tiếp nhận vụ việc nè, rồi cái việc tiếp nhận thực tập, tập sự như thế nào để các bạn hình dung. Mình hy vọng thông qua video ngày hôm nay thì các bạn sẽ hiểu thêm một chút xíu về môi trường nơi mình làm việc, và các bạn hiểu thêm một góc độ về một cái tổ chức hành nghề luật sư, cụ thể là công ty luật nơi mình làm. Mình nói là các bạn là cái giới thiệu trong video này của mình là giới thiệu của công ty luật nơi mình làm nha, nó không đại diện cho tất cả các văn phòng luật sư công ty luật ở Việt Nam nói chung và Hồ Chí Minh nói riêng. Mình hy vọng video này sẽ có một chút xíu nội dung hỗ trợ cho các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.